Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng của bản tin 9 giờ 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, những thông tin trong nước sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Australia nhân dịp sang thăm Việt Nam. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao và các cấp triển khai các cơ chế hợp tác hiện có theo hình thức linh hoạt, thực hiện hiệu quả chương trình hành động Việt Nam-Australia giai đoạn năm 2020-2023 và chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Australia, nhằm sớm tăng gấp đôi kim ngạch thương mại hai chiều, đưa hai nước trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác để phát huy tối đa các cơ hội trong bối cảnh đại dịch như trong lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tái cơ cấu nền kinh tế, tăng trưởng xanh. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Australia tiếp tục duy trì viện trợ phát triển chính thức cho Việt Nam và xem xét mở cửa thị trường cho một số sản phẩm nông thủy sản xuất khẩu của Việt Nam, cũng như xem xét triển khai chương trình thị thực nông nghiệp cho lao động Việt Nam, khuyến khích doanh nghiệp hai nước đầu tư kinh doanh thực hiện kết quả làm việc giữa Thủ tướng hai nước nhân dịp hội nghị COP26. Theo đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Australia nhất trí cung cấp thêm 2,6 triệu liều vaccine, nâng tổng số vaccine sẽ hỗ trợ Việt Nam lên hơn 7,8 triệu liều, đánh giá cao việc Việt Nam cam kết phát thải dòng bằng không vào năm 2050 cho biết các doanh nghiệp Australia rất quan tâm tới thị trường Việt Nam, mong muốn tận dụng cao nhất các cơ hội mà thị trường đầy tiềm năng của Việt Nam mang lại, khẳng định sẽ mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới. Theo Eurocharm, dù vẫn ở mức thấp với 18,3 điểm phần trăm, nhưng chỉ số BCI vừa công bố cũng đã ghi nhận những cải thiện về triển vọng kinh tế của Việt Nam. Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam công bố chỉ số môi trường kinh doanh quý 3 năm 2021 đạt 18,3 điểm phần trăm. Đây là mức tăng nhẹ nhưng đáng khích lệ so với mức điểm thấp kỷ lục là 15 điểm phần trăm được ghi nhận trong thời kỳ khó khăn nhất của đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư hồi tháng 9 năm 2021. Lãnh đạo các doanh nghiệp và nhà đầu tư châu Âu tham gia khảo sát chỉ số BCI cho thấy sự lạc quan hơn về môi trường kinh doanh của Việt Nam sau khi giãn cách xã hội kết thúc, bắt đầu giai đoạn bình thường mới, nhất là ở lĩnh vực thương mại và đầu tư. Theo đó, gần một nửa số lãnh đạo các doanh nghiệp nhà đầu tư châu Âu tham gia khảo sát dự đoán triển vọng kinh tế Việt Nam sẽ ổn định và cải thiện trong quý tới. Trong đó, tỷ lệ doanh nghiệp có kế hoạch duy trì hoặc tăng vốn đầu tư trong quý tư năm 2021 đạt 69%, với dự báo doanh thu cũng tăng. Tuy nhiên, lãnh đạo các doanh nghiệp và nhà đầu tư châu Âu vẫn đang gặp phải những thách thức trong hoạt động thương mại đầu tư và vận hành công ty. Khoảng 2 phần 3 số lãnh đạo các doanh nghiệp, nhà đầu tư châu Âu tham gia khảo sát cho biết đang chịu tác động của việc hạn chế di chuyển và tình trạng thiếu người lao động, nhất là lực lượng chuyên gia nước ngoài. Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng và Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội 10 năm 2021-2030 đã xác định rõ đến năm 2025 hoàn thành đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông. Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đang khẩn trương thực hiện 654 km thuộc giai đoạn năm 2017-2020, giai đoạn 1. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn nhiều khó khăn vướng mắc, dự kiến đến năm 2024 mới có thể hoàn thành toàn bộ 11 dự án thành phần. Vì vậy, để hoàn thiện phương án chỉnh quốc hội dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn năm 2021-2025 cần có đánh giá các bài học kinh nghiệm của giai đoạn 1, nguyên nhân khách quan, chủ quan, trong đó chủ quan là chủ yếu, từ đó có giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới. Tại kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị đã kết luận đây là dự án đặc biệt quan trọng của đất nước, cần phải tập trung nguồn lực đầu tư để sớm hoàn thành, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Các dự án thành phần quy mô đầu tư, phương thức đầu tư, tiêu chuẩn kỹ thuật phải được nghiên cứu tính toán kỹ lưỡng về sự cần thiết, tính cấp bách, bảo đảm hiệu quả cả về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và môi trường, ưu tiên huy động nhà đầu tư và nguồn lực trong nước. Đồng thời, quán triệt chủ trương chỉ đạo của chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc sử dụng nguồn lực có trọng tâm trọng điểm lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư. Do đó, cần có phương án để thu hút nguồn lực xã hội vào đầu tư đường cao tốc. Chuyên gia khí tượng nhận định trong những ngày tới các tỉnh trung bộ sẽ chịu một đợt mưa rất lớn, có nơi lên tới trên 800 mm, tiệm cận với đợt mưa khủng khiếp năm 2020. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, nên trong 6 ngày tới, ở trung bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to đến rất to. Cảnh báo từ nay đến ngày 15 tháng 11, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa. Để ứng phó với tình hình mưa lũ tại khu vực Trung Trung Bộ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương giả soát lại các kịch bản ứng phó với mưa lũ để chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra. Yêu cầu các địa phương lên kế hoạch dự trữ nhu yếu phẩm, lương thực ở vùng chia cắt để đảm bảo đời sống cho người dân. Việc sơ tán dân phải đảm bảo an toàn cho phòng chống dịch COVID-19. Chuyển sang thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19, mới đây Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em. Theo hướng dẫn này, phần lớn trẻ em mắc COVID-19 đều không triệu chứng hoặc nhẹ với triệu chứng viêm hô hấp cấp trên hoặc tiêu hóa, 55%, trung bình 40%, nặng 4%, nguy kịch 0,5%. Trẻ nhũ nhi dưới 12 tháng tuổi có nguy cơ cao diễn biến nặng. Trẻ mắc COVID-19 thường ở thể nhẹ, vì thế tỷ lệ nhập viện và tử vong ít so với người lớn. Hội chứng viêm hệ thống đa cơ quan ở trẻ mắc COVID-19 hiếm gặp xảy ra chủ yếu ở 2 đến 6 tuần sau nhiễm SARS-CoV-2, nhưng thường diễn tiến nặng và có thể gây tử vong. Trẻ khi mắc COVID-19 thường trong giai đoạn từ ngày thứ 7 đến 10 ngày. Nếu không có các biến chứng nặng, trẻ sẽ hết dần các triệu chứng lâm sàng và khỏi bệnh. Hướng dẫn của Bộ Y tế về điều trị COVID-19 cho trẻ em nêu rõ yếu tố nguy cơ bệnh diễn biến nặng của trẻ mắc COVID-19 là trẻ đẻ non, cân nặng thấp, béo phì, thừa cân, đái tháo đường, các bệnh lý gen và rối loạn chuyển hóa, các bệnh lý phổi mãn tính, hen phế quản, ung thư, đặc biệt là các khối u ác tính về huyết học, ung thư phổi. Bulgaria đã báo cáo số ca tử vong do COVID-19 trên ngày cao kỷ lục, trong khi nước này đang có tỷ lệ tiêm vaccine thấp nhất EU đang phải vật lộn với đợt bùng phát dịch thứ tư. Theo số liệu chính thức vào ngày 9 tháng 11, Bulgari ghi nhận số ca nhiễm mới là 5.286 người giảm so với mức cao nhất vào cuối tháng 10. Trong khi đó, 334 người đã thiệt mạng vì COVID-19 trong ngày 9 tháng 11, con số tử vong trong 24 giờ cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu diễn ra ở quốc gia này hơn 250.000 người đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine kể từ khi thẻ sức khỏe được thực hiện bắt buộc vào ngày 21 tháng 10 ở nước này. Tháng 10 năm 2021, quốc gia này đã sử dụng thẻ y tế COVID-19 cho hầu hết các không gian kín trong nhà nhằm nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 và tăng tỷ lệ tiêm chủng trong nước. Được biết, tại Bulgaria, chỉ có 30% người trưởng thành được tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ. Nhiều người Bulgaria vẫn còn hoài nghi về vaccine COVID-19 trong bối cảnh không tin tưởng vào các thể chế nhà nước, thông tin sai lệch về dịch bệnh, thông điệp trái ngược từ các chính trị gia và chuyên gia trước thềm cuộc bầu cử quốc hội lần thứ ba vào ngày 14 tháng 11 năm nay. Bản tin sẽ tiếp tục với một số tin tức trong tỉnh. Chiều ngày 9 tháng 11, Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tổ chức cuộc họp thống nhất một số nội dung triển khai thực hiện chương trình. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tham dự có đồng chí Lê Hải Hòa, tỉnh ủy viên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung cần thống nhất nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xóa nhà tạm nhà rột rát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2022. Cụ thể, góp ý về việc tích hợp thực hiện đề án với nguồn lực các chương trình mục tiêu quốc gia, xóa đói giảm nghèo và chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Giai đoạn 2021-2030 và các vấn đề liên quan cần điều chỉnh cho phù hợp. Về xây dựng đề án, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có tờ trình xin ý kiến lùi thời gian ban hành đề án sau khi chính phủ phê duyệt nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia và có văn bản đồng ý về chủ trương cho tỉnh Cao Bằng quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương để thực hiện xóa nhà tạm, nhà rột nát theo quy định của luật đầu tư công. Đề nghị kéo dài thời gian thực hiện đề án đến hết năm 2025. Đề xuất triển khai mẫu nhà theo tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia, việc bố trí sử dụng kinh phí để thực hiện. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo khẳng định: Toàn tỉnh cần có quyết tâm cao, nỗ lực lớn để khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn tỉnh. Thống nhất tích hợp thực hiện đề án với các tiêu chí định mức của các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo đồng bộ, nhất quán, liên thông để tận dụng mọi nguồn lực. Theo đó, điều chỉnh diện tích nhà 40m2 trở lên, kinh phí nâng lên 44 triệu đồng trên một nhà là mới hạn chế dùng tấm lập phô xi măng, hạn chế làm mẫu nhà tôn lắp ghép. Thống nhất kéo dài thời gian thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, trong đó quyết tâm thực hiện xong trong năm 2023. Phần cấp cho huyện quyết định điều chỉnh số lượng nhà nếu có giảm. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định chính thức phê duyệt danh sách số nhà được hỗ trợ là 6.602 hộ. Đối với số lượng phát sinh, cần xem xét kỹ và quyết định tùy theo tình hình thực tế. Thống nhất sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa đã có để chi trả cho 38 hộ đã hoàn thành nhà tôn lắp ghép. Ứng vốn hỗ trợ ban đầu cho các hộ đã và đang thi công với mức 15 triệu đồng trên một nhà làm mới và 10 triệu đồng trên một nhà sửa chữa. Đề nghị mặt trận Tổ quốc khẩn trương đôn đốc các cơ quan đơn vị đã đăng ký ủng hộ phối hợp với các sở ngành địa phương để sớm triển khai ứng vốn. Đối với nguồn vốn ngân sách địa phương, sớm tiến hành các thủ tục cần thiết để giao vốn trong tháng 1 năm 2022, bổ sung nội dung phân bổ nguồn vốn chương trình vào kế hoạch đầu tư công hàng năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, thống nhất xin điều chỉnh các nghị quyết và văn bản liên quan. Lãnh đạo các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo, giám sát chặt chẽ ngay từ khi triển khai xây dựng nhà ở, đảm bảo chất lượng nhà ở, tiếp tục vận động hộ dân huy động thêm nguồn lực đối ứng tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tạo sự đồng thuận trong xã hội, quyết tâm thực hiện các mục tiêu đề ra. Tại Sở Y tế đại diện các ngành chức năng vừa họp bàn đón công dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 từ các tỉnh thành phía Nam trở về địa phương. Tại cuộc họp các đại biểu thảo luận, bàn thống nhất các phương án đón công dân từ thành phố Hồ Chí Minh về đảm bảo an toàn, có địa điểm cách ly tập trung sàng lọc phân loại công tác bố trí phương tiện ô tô, lực lượng y tế, công tác hậu cần cơ sở vật chất sẵn sàng tiếp nhận lao động trở về. Sở Lao động Thương binh và Xã hội là đầu mối liên lạc với 43 công dân để công dân nhận vé tàu, địa điểm tập trung, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Bố trí đồ ăn uống, chuẩn bị công tác hậu cần khác cho công dân trở về cao bằng theo nguyện vọng. Sở Giao thông Vận tải chuẩn bị hai xe đón các công dân tại ga Hà Nội. Giao công an tỉnh, bố trí xe cảnh sát giao thông dẫn đoàn, đảm bảo an toàn và đúng thời gian, sở y tế phân bổ lực lượng y tế phù hợp, Trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đón công dân trở về địa phương. Bản tin 9 giờ 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.